Vâng, buổi chiều tại thành phố Quy Nhơn. Chiều hôm nay thì này, có nắng lên rồi các bạn. Buổi sáng thì về vẫn còn mưa, nhưng buổi chiều thì nắng lên rồi. Đấy, không khí thành phố Quy Nhơn tương đối đẹp. Không biết là chiều tối nay hay là mai còn mưa nữa hay không. Bởi vì mưa suốt 4 hay 5 ngày gì rồi các bạn. Liên tục. Đấy, tại thì đường nó chưa khô ráo lắm đâu các bạn, có những góc vẫn còn nước này. Đấy, nắng như thế này là quá đẹp rồi, quá tốt rồi. Nắng đẹp chưa? Phường Thị Nại này bạn. Đi hết con đường này sẽ xuống cảng Quy Nhơn. Thì cũng có khá nhiều cái chỗ chăm sóc ô tô các bạn, làm đẹp ô tô, rồi kinh doanh ô tô, kinh doanh nội thất, camera, mì ghế đồ các bạn. Đấy, bên này thì công viên Đống Đa thì nó hơi thiếu quan tâm, cho nên công viên nó hơi xấu các bạn. Do nằm ở bên hướng này, ít người vô ra, cho nên thành phố không cần chăm sóc nữa. Ghế chỗ Toshiba Thị Nại này thử nay làm ăn gì chưa? Sáng mới đi ngang qua thì thấy vấn tanh các bạn, vấn tanh luôn. Ở này này gió quá, trái đường nữa, gần như là không có khách. Đấy, không có khách luôn các bạn. Đấy, không có khách luôn, một xe con, không biết xe của chủ hay là của du khách nữa. Rẽ vô Hồ Đống Đa cho mọi người xem này. Rẽ vô Hồ Đống Đa đường Bình Hà. Đấy, Hồ Đống Đa này mọi người. Đấy, khu góc cao bằng của khu vực Hồ Đống Đa này, chung cư Phú Tài Residence cộng với chung cư Hồng Anh Gia Lai. Xuống hồ cho mọi người xem. Quy Nhơn cái Hồ Đống Đa này cũng khá là đẹp các bạn, nhưng mà tận dụng cái Hồ Đống Đa này để kinh doanh du lịch thì gần như là không có gì. Hồi xưa không có dự án David đó các bạn, lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà không thành công. Ở Quy Nhơn thời tiết nó khắc nghiệt, mùa thì gió và lạnh quá, còn mùa hè thì nóng quá. Đó, nóng đến nỗi mà nước ở đây nó bốc mùi luôn. Một thời phố văn hóa nghệ thuật Lê Đức Thọ bên phía bên kia, bên phía đường bên kia, hoạt động được 2-3 lần cái bị dịch tới giờ này bỏ luôn, không ai khôi phục lại luôn. Đấy, còn đây là đường Bình Hà. Mình nhớ thì
khoảng những năm 2010-2011 con đường này nó chưa có đâu. Thời gian đó thì mới đổ con đường này thêm, làm con đường này thêm thôi. Hồi đó thì chỉ có con đường ở phía Đống Đa thôi, đổ ra mặt phía này làm đường Bình Hè, và được một dãy lô nhà phố bên con đường những Bình Hè này nữa này. Đấy, hồi xưa khu này rất lụp sụp, trước 2010 rất lụp sụp luôn. Đó. Hồ Đống Đa khá là đẹp các bạn, bông hoa đồ bộ. Bây giờ bắt đầu vào mùa hè, hồ giấy rồi nó đẹp nhiều. Bên đường Bình Hè này có vài khách sạn nhỏ nhỏ các bạn. Như phía trước là Lake View 3 sao. Đấy. Ở đây thì cũng chỗ đây nó cũng kén khách các bạn. Khách nó do nó ở khá là xa với cái chỗ biển Xuân Diệu, khá là xa với trung tâm cho nên cũng khá là kén khách. Đấy, chỗ đây có một khách sạn nữa này, Bình Hà. Rồi bên này thì quán nhậu nhiều. Ô, góc view đẹp quá mọi người ơi. Đấy, góc nhìn ra hồ Đầm Thị Nại này. Đấy, bên kia là Nhân Hội đó bạn. Các cái tàu nó đang đậu ở trong vịnh cảng Quy Nhơn. Gió quá các bạn ơi, gió này, hồi này. Đó, gió đập vô trong sóng trong bờ này rầm 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 luôn, gió lắm. Gió đây thì đi cano không được rồi. Đây dưới cạn dậy lên các bạn, xe dưới cạn dậy ra. Buổi tối các bạn, buổi tối ngay chỗ Toshibo Thị Nại này vẫn tanh luôn. Chỗ mà trong có một người luôn bạn. Giờ mày này mới cái 8 giờ tối thôi. Chỗ này sao nó gió mà lạnh quá bạn. Tối gió từ biển từ Đầm Thị Nại thổi vô lạnh lẽo. Đấy. Vẫn tanh luôn. Đêm các bạn, 8 giờ tối. Hồ Đống Đa này bạn. Cái này nó hiện nay nó vắng và nó buồn quá các bạn. Quy Nhơn giờ hết vui rồi, không có mùa du lịch là hết vui. Rẽ qua phố Lê Đức Thọ các bạn. Phố đây thì cũng hiện nay thì cũng tối thui các bạn. Phố nghệ thuật ẩm thực một thời các bạn, thời gian ngắn thôi, bây giờ là bỏ hoang, lét liết luôn, tách hết rồi bạn. Mấy nhà hàng mà thuê dưới đây mở là thất bại nha các bạn. Bình diện buffet này. Lên coffee. Cali một thời nữa bạn. Đi một thời mình khá nổi tiếng ở đây.
nhớ cái giai đoạn mà 2009 tới 2013, 14 bạn, đường Lê Thọ sầm uất ghê lắm. Phố ăn chơi này thì hết rồi. Để qua đây là Lê Lợi các bạn. Giao thông đúng đe vào đêm và khá rực rỡ luôn. Buổi tối trung tâm thành phố Quy Nhơn khá là tối các bạn. Các cái đèn LED kiểu chỗ các vòng xoay người ta tắt hết rồi. Đấy. Đèn LED ở ngoài kia cũng tắt luôn. Xuyên diệu tắt luôn. Đó, chỉ còn mấy cái đèn lớn thôi. Còn mấy đèn cao áp sáng lớn thôi các bạn. Dưới này khá là buồn. Trời tương đối lạnh lẽo. Rất là thoáng các bạn, rất là thoáng. Nhà số mua may.